trà là thức uống quen thuộc trong đời sống người Việt và tại các vùng miền trên cả nước cũng có rất nhiều loại trà khác nhau. Trà Cung Đình Huế là một trong những sản phẩm đặc biệt, không chỉ bởi cách thức thưởng trà được thực hiện cầu kỳ và chỉ dùng cho vua quan thời xưa trong Cung Đình Huế, mà mỗi loại trà lại có những công dụng riêng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người sử dụng. Nói chung là ở Việt Nam mình có rất nhiều cái loại trà, nhưng mà đặc biệt là cái trà Cung Đình Huế nó có cái khác biệt với các loại trà khác về cái công dụng của cái sản phẩm. Bởi vì cái tác dụng chính của cái trà Cung Đình Huế là hỗ trợ điều trị những bệnh huyết áp cao, tiểu đường, mất ngủ, đau đầu, giảm cholesterol và giảm mỡ trong máu, và tất cả những người mà nóng gan nổi mụn là uống cái trà này nó rất tốt. Chính vì vậy là cái trà Cung Đình Huế nó khác biệt ở các loại trà khác ở cái công dụng của cái sản phẩm. Vì người ta thưởng thức cái trà Cung Đình, người ta cảm thấy hương sắc vị thần của cái trà mà người ta cảm được cái công dụng của cái sản phẩm rất tốt. Vẫn giữ nguyên công thức của thời xưa, trà Cung Đình Huế ngày nay cũng có nguyên liệu chính là các loại thảo dược như artichoke, cúc hoa, cỏ ngọt, hoài sơn, đẳng sâm, hồng táo, hoa hồi, cam thảo, hoa lài, hoa hòe, thảo huyết minh, v.v. Tùy theo sự kết hợp của các thảo dược này mà mỗi loại trà lại phù hợp với từng đối tượng sử dụng. Đơn cử như loại trà Quý Phi của cơ sở sản xuất trà Cung Đình Huế Đức Phượng, với công dụng chính là mát gan, đẹp da, v.v. nên là sản phẩm khuyên dùng cho nữ giới. Tương tự, trà Minh Mạng lại phù hợp sử dụng cho nam giới. Không những vậy, doanh nghiệp này hiện có cả loại trà thảo dược dùng chung cho người lớn tuổi lẫn trẻ nhỏ, với các công dụng như giải nhiệt, điều trị mất ngủ, giảm cholesterol, điều trị cao huyết áp, v.v. Áp dụng công thức cổ truyền trong sản xuất, đồng thời kết hợp với công nghệ máy móc hiện đại, doanh nghiệp này cũng đã giới thiệu ra thị trường dòng sản phẩm trà Cung Đình được sản xuất theo dạng túi lọc và trà hút chân không. Sản phẩm vừa tiện lợi khi sử dụng, vừa giúp bảo quản được lâu hơn so với trước đây. Hiện tại cái sản phẩm trà Cung Đình Huế này là sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nên là tất cả các cái vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm là cơ sở luôn luôn chấp hành đầy đủ. Thì tất cả khi trước khi mình đưa ra sản phẩm ra thị trường thì mình phải đảm bảo là đầy đủ mọi giấy tờ liên quan đến sản phẩm, chẳng hạn như là phiếu kiểm nghiệm định kỳ, rồi đăng ký cơ sở đủ điều kiện, rồi mà tất cả sản phẩm đều được đóng gói nhãn mác đầy đủ để đưa đến tay người tiêu dùng một sản phẩm tốt nhất và an toàn nhất trong vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Cơ sở sản xuất trà Cung Đình Đức Phượng cũng đã xây dựng được hệ thống phân phối rộng khắp toàn quốc và có áp dụng chính sách đặt hàng qua điện thoại, giao hàng tận nơi và thanh toán sau, nên rất thuận tiện cho người tiêu dùng khi mua sắm.